rõ ràng bông mơ thọc ai sân dung khác thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên dấu pha sửa khoảng quanh người hò ông giấc mộng vì đề quạt dấu pha từ cửa bên đèn xưa dấu pha qua cửa đông phù dấu pha to lục cự rồi ngược dòng sông quanh dấu pha theo về con sông ngầm quanh xèo sang bắc bắc dù qua theo ven sông sông hồng dù qua cá lượn từng đàn dù qua tung vàng nhợt nhạt dù qua rạng rạng xanh đen đỏ dù qua ông mưa sương trẻ dù qua hòa phù ngâm thơ dù qua cô mưa cô bật dù qua cô hề cô quan dù qua anh có trên ông bước qua bài thơ dù qua biệt đây là bên tươi mến đông người tiền đã tươi mến rồi ông bơ con xin ông bơ gác mái xèo bơi cầu lối ông lên Thank you.
quan hoàng bơ hỏi cung hằng. Cung hằng ơi, sao sắc khuya lúc bờ, lúc xa trên đất bảo chôn ấy phong quang
quận Châu Trang. Ra sử bì tiếp lộc ban tay trên tiếp lộc ban tay sinh phú sinh quý bằng trăm bạn đời từ nay phúc lộc đề la. Thank you.
sóng tiên tiếp ngọc hộp. Khay vân mộc chân chính ly các cô pha trà, các cô pha trà dứt khoan hòa bày rơi chút chén ô lòng hội quật chút chén ô lòng cuốn ấm bình ngọc các bạn tiên dân dân ống chén trà. Thank you.
tàu thuốc công tính quan hoàng bảy người
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đèn cô tư khiêu cho tỏ tay cầm móc tiền. Cuốn nắng năm dân dân nước kèo bay miền, cuốn nắng năm dân dân nước kèo bay miền, kèo xiêu thuốc công cảnh thờ tiên ai ra bì. Tiên cô nàng sau tinh nét nét nhu bì, dâng hoàng con ngựa sắp về đền đây ông chấm chấm đông. Ngày cúc đàn tông miệng mở cá tay gầy sóc sóc ngơ ngơ cùng ông đào tin con nàng tam dâng dâng chiếc chiếc lược ngà đôi tay cô tam chay chút chút ông bảy khen mà cô khéo thay. Ngày đến cô chín đeo một đôi giày để giấc mơ ông. Ta mời mua lưỡng bài bóng cánh ba giờ tí cô bước ra quạt nước ta xà có mười một còn được ta xà ấm chiên bình ngọc tôi tây ngọc ngọc à cô rất rất ngơ xa. Mời hãy chạy chiếu chia bài đến đây đây quan hoàng xa ngự thịt nào ai dám sánh bì. Ông chết biên ghế ông anh là người hiếu thuận thảo nguyên tu nhân cũng là tích tinh đức đức ông bảy chất biên trong họ chưa còn bao kẻ ngang ngang thương bao ngược đi hại người không công trước lối lối nhầm nhầm cửa sáng chi đâu sợ nguyện cho đường như ý sợ cầu cho được tòng tâm chứ tội chứ đứa
đừng ai nghe xót về muôn phần cái đức mà đã kém ông bày cầm cân sao xó bằng. Mà cũng như cây muốn tốt lá xanh cành, mà cũng như cây muốn tốt lá xanh cành, tới lan thời lan tốt này vụt đi hồng tươi hồng tươi. Con kẻ tao dạ hiệp lòng lòng gian đào điên cháo trời hoang xóa ta sạch đi lòng. Họ nguyện ghế ông là người thủy chung đức độ trước sau hoàng độ cho con cháu trong gia sụt được thuận hòa. Nước tiên tẩy hết bụi chân thành cao rồi lại mười phật ghế ông thanh cao có chữ hương thường treo cao giá ngọc chữ công dùng tư đức quên kỳ để từ hôm nay khẩn phái tông quỳ bảo hà sĩ quan hoàn đầy về đồ chi chứng tâm. Lấy cây bài làm vui khi như đồng cài thanh nhàn ông nghe ngồi giá ngự trước sân công ông đồng các ghế sai chiều không mà nó sẵn gió đông nồng hiên dòng bóng quê chiều nay ông đánh bài tiên tư cô tàn khôi nhất kinh tứ thập thầm hồng bạch bạch định định ở chi chi nèo bạch bạch thủ nga ly đi tứ xiên lục 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 được nghe hò khúc rơi bạch thủ u chi mới hồi đầu bạch 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 thủ u chi hay nèo tám đỏ lại thêm có cửa chi các cô tiên nàng bừng bừng rỡ hò reo hồi sau ngày thông bạch định định có ca gì lớn hai tôi dịch dịch ba xương sáu thì kèo sông mơ xiên đi to nhất hàng ông ơ bảy mù chi thập hồng bạch bạch định định thường khi ông cô
sông sâu nước nghi chảy hồ thu thu quân quân đi đi mát vạn gió dù là cá bơi thiên sông nghề ngấp ngang nghe tới lời xa thu sách thì ai ơi thấu tình tam văn ninh cặp thiêng tâm nhị vạn nhị sách xinh 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 ông bày ghép nghe vào đồng lên say thổ ban hội đầu phục nghinh đón rước ông bảy hoàng về bảo hòa tấu đôi việt qua thành ra hồi thấp thoáng trăng thanh cành hồng mưa thấp thoáng trăng thanh hiền có đức thanh tịnh sỏi to đất lòng gió chẳng gì cầu cổ đêm bằng sông để ý sông kỳ có sự tam bồ a di đà phật đi hoàng vô sấp độc lòng thời lục sĩ thần thông
gió lay dịch bức mạnh đưa đường hoàng tử lộ hành từ trong xứ nghệ hoàng vô gia tề tánh tiên chúc trên siêu nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc kính vua ta bỗng để các cuộc ngắn mời là mời dứt quan hoàng người rơi các cô nương mời dứt quan hoàng người rơi tỷ tay tiên chút dẹt diêu đồng nhị tuần là sức lên bề ngọc kinh mưa tạ mưu đi các ông mời ô đà mời giúp con hoàng mười sươi ô nhị sươi giúp con hoàng mười sươi quân tiên tay rót rượu đào tam bôi nâng lên bề ngọc kính vua tạ mẫu các cô nâng mời là mời giúp quan hoàng mười sợi các cô nâng mời giúp quan hoàng mười sợi cho thành động do họ nguyện ghế ông tư đi cầu lên ước được trong trong gia chít còn dưới trừ tay mà đông ra để chủ chưa ai ai cũng định ý cười chẳng bao nhiêu tuổi chẳng già
năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫn đẹp hào hoa như ngày đức
kia giàu cả như công hoàng cả năm trăng sáng. Núi kia dấu mò được hoang vẫn tựa vầng dương. Còn thấy bóng bóng toàn hoàng loan ra nơi cung vàng, mặc áo tròn gấm theo hoa, tay tiên viết câu thơ thần, cầm quạt ngà bước chân mừng ra. Ngày ngày bên lầu hai nàng tiệt nữ thương tha yêu kiều, đàn ngân lên khúc năm giọng vân vân líu loanh hoàng để lòng hoàng xiết bao niềm vui. Khi xa chốn dương gian rồi mà lòng có luyến lưu đầy vơi, từ Nghệ An quan hoàng giang nâng nơi này, đường xa thăm thăm đông đại gió về nhà, về đây đông sang bóng quy quan hoàng ngật ngây. Sau trước gần gần xa xem ai hữu duyên hoàng ba, ông ban cho thành đồng kỳ ông tài như duyên chữ chi, tháng năm năm an lành thì tâm âm thanh phúc đời thật là la, ghế ông tâm thành quan hoàng ngài đi tâu đôi đổ cho ghế hoàng mà đời vạn sự hành thông. Dù trần gian không còn vấn vương mơ màng, vì thương ghế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng. Đàn tràng hôm nay đèn hoa kết nên đón hoàng giáng lâm, rượu nồng ngất ngây trong men say với lá trầu cay, sống trong cung đàn hòa theo câu hát. Chúc cho ghế hoàng họ nguyện con bóng đẹp đồng sáng, con cúi xin ông nhỏ hương cho thành đồng, cho trong người chân chân thể chúng con bình an, bốn phương nơi nơi non thanh thanh bình bình, đều đều đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm ngắm dung nhan hoàng, như đầu đầu anh bóng khắp dương gian mới hay trong việc đạo lành, đâu đâu thì có ai bằng. Khi ông giáng lâm dương đông đẹp dáng người sáng như áo quan, người ta nằm bắc đông thì bắn buồn để xem gì gặp biển mai mê say giấc cung đàn tiếng ca xin ông mười ngày trước tâm tâm
rồi ngân vang. Gió mưa dịu dặt cũng đã bừng tiền vui họ giúp được ý gì cho số lên đã có lòng lại có tài xin lắng lắng đi làm việc thiện để rồi có phúc mà hưởng lộc lộc rơi hoa tan nơi họ vợ chồng sống sống hạnh phúc bên đi hi nhau tươi bạc ở đâu bên đi hi nhau tươi bạc ở đâu sai sai thì lòng hoa lan cũng được sai sai thì lòng vẫn du vẫn du góc bể chân chân lưng trời nhưng không không đâu đâu kháng trái trái người bằng nơi để này đến
có phải chi xa. Đồng đào có phải chi xa. Bản điện đây hôm nay ông giá ngự có khắc cơ chi cảnh đó khắc cơ chi cảnh đó. Cô bơ lên ngàn ngặt lá để bài thơ để bài thơ cây đôi cách đẹp nó đưa thơ tới ông hoàng. Sen thơ sen thơ lại gọi cười hỏi rằng các con ở ngoài bắt tôi nhớ ông mới trong trong nghề an là họ. Vàng anh ông mười bạc bạc áo màu vàng anh sần sắt đôi hai hòa được bước bước đi chạy chạy ông ta ngồi bước bước đi chạy chạy ông ta ngồi. Ngày xưa ngày xưa thì cái họ quên nào có biết mà chi từ ngày ra trình đồng tam tứ phủ mà tình tình cơ đều gặp dưới tư họ là xa xôi xa xôi nhích lại cho thêm gần xa xôi nhích lại cho thêm gần đã là con đồng bốn phủ thì cứ coi nhau như con sống trong bồ đề như con sống trong bồ đề ra hiệp lòng gian kèn nào ra hiệp lòng gian đảo điên nay cháu sợ con sẽ xó tan đi sạch lâu họ yên ghê ông thì chung chung ngưng đức đức độ có trước có sau họ mở đường nhật nhật ngơ nghĩa bắt nhịp mi cầu tinh hoa biết ông bưởi ra ông xó dọc dọc cửa cao nhà dọc dọc cửa cao nhà buôn mây ba nắp lộc đề đã luôn tình và thương đề đã luôn tình và thương thương ai tiếp lộc lộc ông ban tài tiếp lộc lộc ông ban tài sáng sáng có khi vơi chiều có khi cạn sớm mai ông cho lại đây sớm mai ông cho lại đây đâu được làm sức giật giật vẫn vẫn đi hài
cô cả sông ưng điếu ngự cô nàng mà đi theo hầu nàng mà đi theo tin cô nàng ba ngồi xếp bà theo sau đất nề quê hỏi cô tự tên chầu giúp ông mười sân cốt nàng lắm dân giả ưng soi cùng cốt nàng sáu đứng ở bên ngoài trước nghĩ gì kiểu dầu dầu rất ông mười lên tin con đàn chín sắt sắt nước đẹp kiên trời tiếng tiêu của chín hồi sao cứ đầy vơi vơi lòng lòng hoàng cứ đầy vơi vơi lòng lòng hoàng vào mỗi bài bông 12 các cô tố hầu giả tôi bên ông rõ ràng tôi bên ông rõ ràng dễ ăn đi đang ở trên thượng thiên dễ ăn bay à tôi còn xích lửa trường hoặc người về chân thủ đất thế thành ra thôi